Hôm nay ngày này, mai ngày này, mùng 3 ngày 10 sinh nhật con Yến. Sinh nhật mình vào tháng 6 ngày 7. Nhưng qua rồi, giờ tháng 7 rồi. Mai mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho. Mai mẹ nó tổ chức sinh nhật cho. Mai mình được ăn cả đống kẹo luôn. Hả? Ăn ra nè. Mèo 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 mèo. Giờ là tâm trí tôi đây. Đôi xem. Như mèo con đang khóc trong khu vườn nhà sông trong lòng em. Ăn ra ra đây bao. Giờ đây. Hôm nay ngày này. Mai sinh nhật con Yến. Ta được ăn cái tần keo. Mai chắc no lắm nhỉ. Chơi gì? Chơi quan tú tí ăn bùng bùng tai không? Chơi không? Không chơi thì thôi.